Tôi nghĩ là tôi cũng đã làm khá nhiều những video về Pokemon lấy cảm hứng từ các sinh vật ngoài đời rồi. Nhưng ngoài ra, những người tạo ra chúng còn cài cắm những thông điệp mang yếu tố lịch sử thông qua một vài Pokemon khác nữa. Cũng có thể là những bí ẩn chưa có lời giải, những lời đồn chưa được xác minh, hoặc cũng có thể là một sự kiện đau thương nào đó trong quá khứ phát triển của nhân loại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những Pokemon nào được thiết kế dựa trên những bí ẩn hay sự kiện lịch sử gì, và những sự kiện lịch sử đó đặc biệt như thế nào mà các nhà làm game lại lựa chọn để thiết kế ra những Pokemon đó. Và Simin tôi đây cũng sẽ hằng ngày ship những bó hoa thay cho lòng biết ơn của mình đến với những bạn đã đăng ký cho kênh. Còn hơn 70% những bạn nào vẫn còn chần chừ thì cũng đừng quên nhấn nút chuông đăng ký và nút thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà tôi sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé. Nếu bạn đã từng một lần mơ ước sống trong một thế giới diệu kỳ của Pokemon, được tìm hiểu chăm sóc chúng và được du hành, chiến đấu cùng chúng, vậy thì sao không để trí tưởng tượng của bạn được bay cao bay xa hơn bằng cách viết ra những câu chuyện về cuộc sống gắn bó giữa con người và Pokemon, hay đơn giản là câu chuyện về tập tính thú vị của từng con Pokemon một. Thậm chí là câu chuyện về những chuyến phiêu lưu hoặc giải cứu thế giới mà nó luôn ấp ủ trong đầu bạn. Tất tần tật những gì bạn muốn viết, muốn chia sẻ với mọi người về thế giới ước mơ của bạn. Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia vào sự kiện từ tranh thẻ bài thành chuyện cùng kể do kênh VPokédex tổ chức. Những bài viết và bài mẫu tham khảo mình sẽ để ở phần link bên dưới. Các bạn hãy tìm ra một thẻ bài có hình vẽ mà bạn yêu thích nhất, từ đó sáng tạo ra câu chuyện và gửi bài về email mà mình để trên màn hình cũng như là phần mô tả phía bên dưới. Số lượng giải thưởng không giới hạn, giải tối thiểu cho một bài viết là 100.000. Viết càng nhiều, thưởng càng cao. Thay mặt cho kênh VPokédex, hy vọng sẽ đọc được thật nhiều bài viết ấn tượng cũng như là những chuyến hành trình mà các bạn tạo ra. Chúc các bạn may mắn hen. Mở màn đó chính là Stonejourner, một Pokemon khá giống với di tích cổ Stonehenge ở Anh. Stonejourner được giới thiệu vào thế hệ thứ 8 như là một phần của vùng Galar và trong Pokemon Sword and Shield. Dựa trên Vương quốc Anh, thiết kế của Stonejourner phản ánh một trong những khía cạnh quan trọng nhất của lịch sử Vương quốc Anh, vì nó rất giống di tích thời tiền sử lâu đời được UNESCO công nhận, đó chính là Stonehenge. Các nhà khảo cổ đã cho rằng cột đá này được dựng lên từ khoảng năm 2500 đến năm 2000 trước công nguyên. Về hình dáng mà chúng ta thấy bây giờ của Stonehenge đã không còn nguyên vẹn do sự bào mòn của thời gian. Nếu mà dựa theo tư liệu của các nhà khảo cổ ngày xưa, thì công trình này có những bể đá khổng lồ được xếp thành hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh, mở rộng ra các cảnh quan xung quanh lại là nhiều vòng tròn nữa. Còn lõi bên trong của vòng tròn là năm bể đá xếp thành hình móng ngựa. Thực ra thì cái công trình cự thạch nổi tiếng này còn khá nhiều bí ẩn, như là nó được xây dựng để làm gì. Có người thì cho nó là lăng mộ của người tiền sử, có người thì cho rằng đây là một cái bẫy để người cổ đại dẫn dụ mấy con thú hoang vào để săn bắt, vì nó còn có khá nhiều lớp vòng tròn bên ngoài làm bằng những khối đá to lớn để mai phục con mồi. Còn có người thì lại xem nó như là nơi để thờ cúng thần linh của người cổ đại, khi mà bể đá này được thiết kế rất chính xác để đón ánh nắng mặt trời từ các ngày đông chí và hạ chí, ở vị trí tảng đá to nhất nằm trung tâm của công trình. Nói chung là có rất nhiều giả thuyết và công dụng của nó và ý nghĩa dựng nên nó là gì, và còn quan trọng hơn là ai xây được nó, khi mà các khối đá đều nặng từ khoảng 10 đến 50 tấn. Còn 5 khối đá nằm ở trung tâm là đá xanh, lại được tìm thấy ở núi Bresley, nằm cách Stonehenge khoảng 200 km. Và nếu ước tính với dịch vụ shipper thời xưa thì phải mất đến tận 500 năm để khai thác mấy viên đá này, kéo lê một đoạn đường dài mới đến được vị trí của Stonehenge. Nghe là thấy hơi sai sai rồi đó, nên nó mới là điều làm người ta đau đầu. Đã vậy, vòng tròn trung tâm của công trình Stonehenge lại là một vòng tròn rất hoàn mỹ. Và như đã nói trên thì nó tính toán đường đi của mặt trời rất chính xác. Khả năng có thể xây dựng được một công trình tốn cả ngàn năm như vậy mà vẫn giữ được tầm nhìn và tính toán của kiến trúc sư một cách chính xác, thật sự là một dấu hỏi lớn với công nghệ thời đó. Nên cũng có rất nhiều giả thuyết rằng người ngoài hành tinh đã xây dựng công trình này. Và khi chúng ta đã biết sơ về Stonehenge thì khi ta đọc Pokédex của Stonejourner, nó lại càng có ý nghĩa hơn, khi nó mô tả loài này rằng hầu hết thời gian nó đứng trên một cánh đồng, nó ngắm nhìn đường đi của mặt trời và nó thích một cuộc sống yên bình. Thật kỳ lạ là cứ mỗi năm một lần vào một ngày nhất định, các nhóm Stonejourner lại tụ tập với nhau từ khắp nơi để tạo thành một vòng tròn, hoặc là những vòng tròn cách đều nhau. Không ai biết tại sao chúng lại tập hợp theo đội hình này, dẫn đến nhiều giả thuyết liên quan tới vị trí của mặt trời, năng lượng của trái đất và các yếu tố khác. Cái này là nguyên Pokédex của nó nói với tôi không có nói rồi đó. Còn nữa, một điều kỳ lạ là thành phần nguyên tố của các loại đá tạo nên cơ thể của Stonejourner lại được phát hiện trùng khớp với nền đá của một vùng đất cách xa môi trường nó sống. Chỗ này chắc chắn là ám chỉ những viên đá xây dựng nên Stonehenge lại nằm cách xa 200 km so với vị trí xây dựng của chúng. Đặc tính của loài Stonejourner là Power Sport, tăng 30% sát thương các chiêu thức mà đồng đội tung ra. Có vẻ như Game Freak đã chọn tin theo giả thuyết rằng Stonehenge ngoài đời là nơi tôn thờ các vị thần linh của người nguyên thủy, bảo vệ họ, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Và đó là dấu hiệu lịch sử của nước Anh. Chúng ta sẽ qua đến Pokemon mang dấu ấn lịch sử của nước tiếp theo. Đó chính là Pokemon quan tài của Farragut
và sự liên kết với tập tục ướp xác sau khi chết của các vị pharaoh thời Ai Cập cổ đại. Các pharaoh tin rằng cái chết là việc đi qua một thế giới khác và việc ướp xác còn nguyên vẹn sẽ giúp cho họ qua bên kia mà vẫn được làm vua. Quá trời là tham lam. Nên là một khi các vị quý tộc đứng trên vạn người này chết đi thì họ sẽ được cấp dưới làm cho những thủ thuật vô cùng phức tạp để giữ cho phần thân xác được nguyên vẹn và ít bị phân hủy nhất có thể. Tôi nghĩ tôi sẽ để một video nói chi tiết hơn về thần thoại và quá trình ướp xác này bằng tiếng Việt hẳn hoi cho mấy bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn ở phần mô tả bên dưới video này ha. Tóm chung lại thì có vẻ như hình dạng của Cofarigus được lấy cảm hứng từ quan tài của vị pharaoh Tutankhamun. Màu sắc của cả hai khá là giống nhau. Quan tài này nổi tiếng vì có 3 lớp và lớp bên trong được làm bằng vàng nguyên khối. Do đó thì Cofarigus mới được mô tả trong Pokédex rằng truyền thuyết cổ xưa từng kể Cofarigus có thể phong ấn những người gần đó trong cơ thể của nó và biến họ thành xác ướp. Những kẻ trộm mộ hay nhầm chúng với những chiếc quan tài bình thường. Người ta nói rằng Cofarigus từng là con người nhưng đã bị quên mất ký ức của mình từ khi còn sống. Thức ăn yêu thích của chúng là những thỏi vàng. Nó cũng là Pokemon duy nhất có đặc tính Mummy, sẽ thay đổi tất cả đặc tính của các Pokemon tiếp xúc trực tiếp với nó thành đặc tính Mummy luôn. Từ đó thì nó sẽ vô hiệu hóa đặc tính của đối phương. Cái này mà xài cho Slaking hay là Regigigas thì cũng khá là ngon. Và đó là phần về Ai Cập. Chúng ta sẽ qua đến phần tiếp theo. Đó chính là một hòn đảo. Vâng, không phải bí ẩn của một quốc gia mà là một hòn đảo nằm biệt lập ở giữa Nam Thái Bình Dương. Người ta hay gọi hòn đảo này là đảo Phục Sinh. Điều bí ẩn nhất khiến các nhà khoa học đau đầu đó chính là trên hòn đảo này có hơn 900 những bức tượng được điêu khắc từ đá nguyên khối. Tức là nó được đẽo gọn từ một tảng đá duy nhất và hình thù này chính là nguồn cảm hứng thiết kế ra Nose Pass và Robo Pass. Tảng to nhất được ghi nhận là cao khoảng 10m và nặng 75 tấn. Một bức tượng khác chưa hoàn chỉnh thì đã cao 21m và nặng 270 tấn. Làm sao mà họ có thể điêu khắc, rồi dựng, rồi kéo được gần 900 bức tượng nặng mấy chục tấn này đi khắp cả một hòn đảo? Trong khi hòn đảo này là biệt lập hoàn toàn với đất liền, cư dân ở đây hiện tại chỉ có 6.000 người mà họ chỉ bảo tổ tiên mình không phải là người tạo ra số tượng đá này mà là thần linh. Vậy rốt cuộc là người ta đã xây dựng nó như thế nào và xây dựng với mục đích gì? Và quan trọng hơn hết, những người xây dựng nên chúng đã đi đâu? Lạ hơn nữa là ở những nơi có bức tượng đá này thì đất đai lại rất tốt. Dù cho hòn đảo này được tạo thành từ sự phun trào của 3 ngọn núi lửa, cho nên đất ở đây thì cũng không tốt mấy. Nhưng mà chỗ có tượng, ngoài đất tốt ra lại tìm được mạch nước ngầm. Tượng đặt ở đâu thì sẽ có mạch nước ngầm ở đó, cực kỳ phù hợp để chăn nuôi và sinh sống. Vậy thì làm sao người xưa có thể đục đẽo những tảng đá này từ trong núi, trong khi thời đó vẫn chưa có kim loại? Và làm sao mà họ biết được mạch nước ngầm và đất tốt nằm ở đâu mà đặt vào? Cũng có nhiều ghi chép về việc nhìn thấy người khổng lồ bởi nhà hàng hải Roger Van, người đã phát hiện ra hòn đảo này lần đầu tiên. Kiểu là ông kể gì người ta cũng tin. Tới lúc ông kể thuyền ông dạt vào bờ, rồi ông núp, ông thấy như người khổng lồ cao 5m đang chỉ huy người dân ở đây dựng mấy viên đá này lên. Hình thù của mấy tượng đá thì mô tả y hệt khuôn mặt dài, tai dài của người khổng lồ. Nhưng đến khúc này thì không ai tin hết. Mà điều kỳ lạ là những người cao tuổi trên đảo cũng tin vào việc những người khổng lồ có tồn tại, nhưng họ đã biến mất sau một đêm. Văn tự ghi lại cũng là những ngôn ngữ lạ quắc, mà chưa kịp nghiên cứu thì đã bị người châu Âu di cư đến đây đốt sạch. Thành ra là không ai biết chuyện gì đã xảy ra thật sự trên hòn đảo này. Các bạn có thể tham khảo phần link tôi để bên dưới phần mô tả để có cái nhìn khái quát hơn và kỹ hơn về mấy cái tượng này ha. Cứ mà quay lại, nhìn mấy cái tượng này với hốc mắt sâu, phần mũi to tướng là điểm nhấn, chỉ thấy được phần thân trên. Và có những bức tượng chỉ luôn chỉ mũi mình về một hướng, khá giống với Nose Pass. Dù do việc tụi này chỉ được mô tả là Pokemon la bàn và không có thông tin liên quan mật thiết gì đến những tượng đá Moai trên đảo Phục Sinh, ngoài hình dáng khuôn mặt của nó rất giống nhau mà thôi. Nhưng thú vị một điều là trong hơn 900 bức tượng thì có tới 70 bức tượng được đội mũ. Những cái mũ này thì nặng vài tấn và có màu nâu đỏ làm từ núi lửa, khá giống với hình dạng tiến hóa Probopass khi nó có luôn một cái mũ màu nâu trên đầu. Do đó thì khá chắc kèo gia đình này là sự pha trộn giữa những bức tượng thần Moai và những chiếc la bàn với hình thù chính là chỉ toàn mũi là mũi. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đến Pokemon tiếp theo. Nhật Bản là khởi nguồn của rất nhiều bí ẩn. Trong đó thì ta có thể thấy thiết kế của Baotoi khá là bám sát những bức tượng Dogu của nước Nhật, có niên đại từ thời kỳ Jomon, cách đây khoảng 14.000 đến 400 năm trước công nguyên. Điều thú vị là các nhà khảo cổ không biết những bức tượng mắc lòi này được tạo ra nhằm mục đích gì hay tôn thờ cái gì. Cơ mà điểm chung của những bức tượng này là đều cao khoảng từ 10 đến 30cm. Họa tiết của tụi nó cũng na ná nhau. Phần lớn được tạo hình từ việc ấn dây vào đất sét ướt để tạo thành nhiều kiểu dáng khác nhau. Hình dáng thì nó khá giống cơ thể phụ nữ, như là eo thon, hông rộng. Có nhiều bức thì có hình dáng giống như là phụ nữ mang thai, nên người ta nghĩ rằng những bức tượng này phỏng theo một vị thần đại diện cho sự sinh sôi và nảy nở. Còn Baotoi trong Pokédex được mô tả thường được tìm thấy trong các đống đổ nát và nghĩa địa cũ. Hình vẽ của nó cũng được tìm thấy trong những bức tranh tường ở trong hang động cũ, mô tả nó sống chung với con người từ thời cổ đại. Điều đó cho thấy loài này có lẽ đã tồn tại từ rất lâu trước đây.
và từng có một khoảng thời gian chung sống rất hòa thuận với con người. Còn lại thì không có thêm thông tin khác gì về loài này, chắc là để cho nó bí ẩn giống như mấy cái tượng Dogu không chừng. Và một lần nữa thì chưa rời khỏi đất nước Nhật Bản, chúng ta sẽ nói về mối liên hệ của gia đình Darmanitan và búp bê Daruma của đất nước mặt trời mọc này. Giống với mấy con Pokemon ở trên, Darmanitan và búp bê Daruma gắn liền với lịch sử và dấu mốc tạo ra Phật giáo của Nhật Bản. Daruma là một búp bê may mắn, phỏng theo hình tượng của Đức Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập ra Phật giáo Thiền Tông. Các bạn có thể hiểu nôm na ông là người tìm ra cách giác ngộ bằng việc ngồi thiền. Do việc ngồi thiền lâu ngày mà tương truyền rằng tay và chân ông bị teo nhỏ lại, chỉ còn mỗi phần đầu và phần thân mình. Đây là lý do cho hình dạng ngày nay của búp bê Daruma. Daruma thường được người Nhật sử dụng trong những dịp quan trọng. Nếu mà họ muốn cầu may thì họ sẽ mua con Daruma không có tròng mắt về, rồi vừa vẽ con mắt đầu tiên, vừa ước điều gì đó, sau đó gửi lại cho chùa hoặc là đem về nhà để chỗ nào mà dễ thấy nhất, nhằm nhắc nhở bản thân mục tiêu đó đặt ra. Khi mà đạt được mục tiêu đó rồi thì họ sẽ vẽ tròng mắt còn lại. Do được thiết kế theo kiểu con lật đật nên là không có cách nào xô ngã được Daruma cả. Việc này cũng ngầm nhắc nhở rằng đã có ước mơ thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Ngã 7 lần thì phải đứng dậy 8 lần. Đó cũng chính là câu nói mà người Nhật hay nói với nhau khi nhắc đến Daruma. Quay lại thì về cảm hứng thiết kế gia đình nhà Darmanitan, nhìn bề ngoài là khỏi bàn rồi ha. Màu đỏ thì cũng chính là màu gốc của Daruma. Nhưng nếu để ý một chút, như đã nói trên, Đức Bồ Đề Đạt Ma là người sáng lập ra việc ngồi thiền để đạt đến cảnh giới giác ngộ, thì Darmanitan cũng mang trong mình đặc tính Zen Mode. Zen là viết tắt của Zen Buddhism, tiếng Việt có thể gọi là Thiền Tông. Trong đó Zen có nghĩa là thiền. Đây là liên hệ trực tiếp đến một phương pháp tu hành trong Phật giáo mà vị Bồ Đề Đạt Ma ở trên đã sáng tạo ra. Khi mà Darmanitan bị đánh còn một nửa cái máu, nó sẽ ngồi thiền và đưa bản thân vào cảnh giới giác ngộ. Lúc này thì chỉ số sức mạnh của nó sẽ tăng khủng khiếp, nhưng mà khả năng tấn công sẽ chuyển từ tấn công vật lý thành tấn công đặc biệt và có thể mẹ siêu linh trong người. Khá là đúng với tính chất của việc ngồi thiền, làm sạch tâm trí, khai thông trí tuệ, giúp bản thân trở nên minh mẫn hơn và kết nối được với những nguồn năng lượng tự nhiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua một bí ẩn lịch sử nữa của Vương quốc Anh, nằm ở Scotland. Đó chính là mối liên hệ của Labrass và quái vật hồ Loch Ness. Bí ẩn về quái vật trên thế giới thì luôn hấp dẫn, nhưng mà nổi tiếng và bay xa nhất tới hàng nhóc cấp 1 hay con vi hoạt hình như tôi cũng biết, đó chính là quái vật hồ Loch Ness. Trước tiên thì hồ Loch Ness là hồ lớn nhất Scotland, diện tích bề mặt của nó đâu đó khoảng 56 km². Cái hồ này sâu đến mức mà không thể nào bị đóng băng, dù cho mấy cái hồ xung quanh tất cả đều bị đóng băng đi chăng nữa. Nước trong hồ thì rất lạnh nên người dân địa phương không ai dạy gì mà bơi trong đây hết. Đủ để cho thấy cái hồ này chứa trong mình rất nhiều bí ẩn và khơi gợi trí tò mò của những người đam mê sự bí ẩn. Đã vậy, trong lịch sử lần đầu tiên vào năm 1802 đã có người dân tường thuật lại khi thấy một con quái vật cao to và dài, đâu đó khoảng 45 m. Rồi tai nạn du thuyền ở đây thì họ cũng tường thuật là do quái vật. Rồi đội ngũ tìm kiếm lặn xuống đáy hồ cũng khiếp sợ vì thấy được quái vật. Rồi các nhà làm phim tài liệu cũng đến đây ghi nhận số bằng chứng về một con quái vật dài 6 m. Chung quy lại thì họ đồ có quái vật, nhưng hình thù thì mỗi người một kiểu khác nhau, chả biết được nào mà lần. Xong có người nghiên cứu thu thập khoảng hơn 500 triệu mẫu ADN mà vẫn không thấy dấu tích sinh vật thời tiền sử nào. Mà cuối cùng sau bao nhiêu đồn đoán mà bằng chứng thì chỉ có vài tấm ảnh vô cùng nổi tiếng để lại với cái bóng nhìn y chang con khủng long cổ dài. Do nó quá mờ nên cũng không biết đây là sinh vật hay là một khúc cây. Nhưng cũng chính vì sự kỳ bí này đã là một bí ẩn dấu mốc quan trọng giúp cho hồ Loch Ness thúc đẩy được du lịch vào cuối thế kỷ 19. Và cũng vì cái bức ảnh nổi tiếng giống với loài khủng long cổ dài đó mà nó chính là nguồn cảm hứng để tạo ra Labrass, một Pokemon được mô tả là giống loài khủng long cổ dài và cũng có thời gian gần như tuyệt chủng, nhưng mà được con người cứu giúp kịp thời, đến nỗi cái số lượng cá thể loài này tăng lên quá cao, ảnh hưởng luôn tới số lượng cá thể loài khác trong khu vực. Quá là ý nghĩa. Châu Âu rồi thì chúng ta sẽ lộ một vòng về châu Á, đó chính là Trung Quốc. Và Hisuian Arcanine chính là Pokemon được thiết kế dựa trên hình tượng sư tử đá, một thần thú bảo vệ theo quan điểm của người dân Trung Hoa. Thật ra thì sư tử đá không phải nguồn gốc đến từ Trung Quốc, vì thời xưa ở Trung Quốc không có sư tử, cho đến tận khi Ấn Độ tặng sư tử cho Hán Vũ Đế để làm quà. Rồi ông vua đời thứ 7 của nhà Hán trước khi chết mới kêu rằng: "Tụi bay nhớ để hai con sư tử canh lăng mộ của ta nghe chưa?" Nhưng mà quan trọng là sao bắt hai con sư tử sống ngồi canh được, cho nên người ta mới nghĩ ra việc tạc hình sư tử để thay thế. Thời điểm đó là vào năm 125 sau Công nguyên. Từ đó thì sư tử đá được ví như là một linh vật canh giữ lăng mộ. Nâng cấp hơn là xua đuổi tà ma, nên ta sẽ thấy nó được đặt ở các đền chùa và nổi tiếng là hai tượng sư tử được đặt ở Tử Cấm Thành. Tóm gọn là vậy, vì mang trong mình một khí thế oai nghiêm và mãnh liệt nên rất dễ hiểu vì sao Hisuian Arcanine lại có đặc tính hăm dọa, intimidate, khiến đối thủ sợ hãi. Bên cạnh đó thì nó còn có đặc tính justify, sẽ tăng một bậc công vật lý khi bị tấn công bởi các chiêu hệ bóng tối, biểu thị cho năng lực chống lại cái ác và bảo vệ của bản thân sư tử đá. Cũng như là việc hoa văn họa tiết phần lông trên cổ và lông đuôi uốn lượn, như là bê nguyên từ hình tượng sư tử đá của Trung Hoa, rồi còn mang hệ đá và lửa trong người nữa. May mà gia đình này vẫn chưa tuyệt chủng hoàn toàn,
Hy vọng tương lai sẽ thấy được nhiều hơn những con sư tử đá này trong game. Và chúng ta sẽ đi đến Pokemon cuối cùng. Đó là sự kết hợp giữa hai giai đoạn lịch sử. Nhưng một bên thì buồn cười, một bên thì là hơi buồn thúi ruột. Và đó chính là Spritzy. Trong Pokédex của Spritzy có mô tả rằng nó tỏa ra mùi hương thay đổi tùy theo chế độ ăn uống của nó và làm say đắm những người xung quanh bằng túi thơm. Trước đây thì các quý bà hoàng gia thường mang Spritzy trong người thay vì sử dụng nước hoa. Cái này có liên hệ đến việc những cô dâu thời kỳ phong kiến hay mang bó hoa trong dịp cưới xem như là nước hoa để che lấp mùi cơ thể vì họ chỉ có thể tắm một lần trong một năm. Cái vụ tắm một lần trong một năm này nghe hơi vô lý mà thật ra có thật. Vì ngày xưa phong kiến nên thành ra việc tắm gội của phụ nữ cũng không thoải mái như là đàn ông. Mấy ông con trai thì còn có thể cởi đồ nhảy xuống suối được, còn phụ nữ thì lại khác. Thêm cái nữa là thời tiết thời đó quá lạnh nên phụ nữ mà thể trạng yếu cũng khó mà tắm thường xuyên được. Thói quen mang hoa thời phong kiến là vậy, dẫn đến là ngày nay cô dâu đều mang theo hoa cưới bên mình. Được cái là thời nay đã tắm gội thoải mái và được xài nước hoa thoải mái luôn, sướng gấp 1 triệu lần. Nhưng đó cũng chưa phải là cốt lõi những gì Spritzy đại diện. Dù cho nó là một Pokemon có ngoại hình tươi sáng và dễ thương, như hình dáng chiếc mỏ dài và mùi hương của gia đình này lại gợi nhắc trực tiếp thẳng thắn đến thời kỳ cá chết đen diễn ra. Cá chết đen là tên gọi một loại đại dịch tàn bạo nhất lịch sử nhân loại. Theo phỏng đoán thì nó bắt đầu từ châu Á trước, rồi khi mà đội quân Mông Cổ đi đánh chiếm khắp nơi, khiến cho đại dịch này bắt đầu lan rộng ra châu Âu. Nó giết chết hơn 60% dân số của châu Âu, bao gồm cả Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, rồi đến Nga. Trong đó thì có cả nước Pháp, tức là vùng Kalos trong Pokemon, cái thế hệ mà giới thiệu Spritzy. Để mà nói về độ đáng sợ của đại dịch này, thì ta có thể làm một phép so sánh nhỏ. Dịch Covid-19 mới đây theo tôi coi được là đã cướp đi sinh mạng của 15 triệu người trong 2 năm đầu tiên. Còn với bệnh dịch hạch hay cá chích đen này, nó đã khiến cho hơn khoảng 200 triệu người chết, làm dân số thế giới giảm từ 450 triệu xuống 350 triệu chỉ trong vòng 50 năm, từ năm 1346 đến năm 1400. Chưa kể là đến hơn 800 năm sau đó, loại dịch bệnh này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Tỷ lệ tử vong của người mắc phải bệnh này là 50% và khả năng lây lan của nó cũng nhanh hơn dịch Covid rất nhiều. Nó như là một cơn sóng thần quét qua toàn bộ châu Âu và một phần của châu Á, khiến cho nhân loại phải mất đến 150 năm sau mới có thể hoàn toàn phục hồi, vì nó giết gần như sạch sẽ những người đang trong độ tuổi lao động trung bình là khoảng 20 tuổi. Hồi đó người ta không có kinh nghiệm chống lại bệnh truyền nhiễm, nhưng họ biết là phải tránh xa những người đang mắc bệnh, nên chỉ duy nhất những bác sĩ ở châu Âu là những người được tiếp xúc với bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh bùng lên vào thế kỷ 19, nhưng đến tận thế kỷ 17, người ta mới phát minh ra bộ đồ bảo hộ hình mỏ chim, có công dụng chính là giúp các bác sĩ giảm cảm giác khó chịu khi ngửi thấy mùi hôi từ bệnh nhân và xác chết. Bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch ở giai đoạn cuối thường là sẽ bị lở loét, chảy máu và mưng mủ, xác chết càng bốc mùi hơn. Người thời đó tin rằng không khí làm lây lan bệnh, nên là để giảm sốc mùi, các bác sĩ thường đặt bên trong phần mỏ chim những chất khử mùi mạnh hoặc là thảo dược, cỏ hoa có mùi thơm như là bạc hà, cánh hoa hồng. Đây cũng mới chính là lý do thiết kế ra Spritzy với cái mỏ chim và tạo ra nước hoa. Bộ áo choàng dài kín mít từ đầu đến chân sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc da thịt của bác sĩ đối với người bệnh. Từ đây thì biểu tượng mặt nạ mỏ chim với áo choàng đen như một con quạ đã trở thành một hình ảnh nổi tiếng mỗi khi nhắc đến đại dịch cá chích đen năm xưa. Mà cũng đúng là hình ảnh này iconic thật sự, nhìn nó thấy đáng sợ hơn chứ không an tâm chút nào. Chi tiết hơn về bệnh dịch hạch và sự báo đời của quân Mông Cổ thì tôi sẽ để link video khá hay ở dưới để các bạn có thể tham khảo ha. Chứ kể ra thì quá dài và quá tàn khốc rồi. Nên theo tôi thì hình tượng Spritzy dễ thương, tươi sáng, mang màu hồng, giống như là một lời xoa dịu đối lập hoàn toàn với những thảm kịch năm xưa đã xảy ra với nước Pháp nói riêng và toàn nhân loại nói chung. Tới đây thì video cũng đã hết. Có sự kiện lịch sử nào mà các bạn cảm thấy ấn tượng hoặc là những Pokemon nào liên quan tới sự kiện lịch sử mà tôi có bỏ quên hay không? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tuần sau. Bye!